xin chào anh em đang xem video của một công ty channel. Hôm nay thì mình về coi sọ rip bông tai bướm và Lutobat rip bông tai bướm sẽ có khuyến mãi cho dòng Lutobat rip bông tai bướm đợt này. Anh em theo dõi video này và nhớ like và subscribe cho một công ty channel nha. Cái fanpage cũ của mình hiện tại đang bị khóa mất rồi nên anh em có thể like lại fanpage mới phía dưới giúp mình. Chỉ cần một đường link nhẹ nhàng thôi có thể giúp mình lấy lại cái fanpage, hy vọng anh em có thể giúp đỡ mình. Thì hiện tại mình xin nhắc lại cho anh em nào chưa biết thì Bot Copy tọa lạc tại số 936 đường Hậu Giang, phường 12, quận 6, Hồ Chí Minh. Hiện tại thì bên mình có bán phụ kiện và cá cảnh anh em đều có thể mua được trên Shopee. Những thắc mắc gì thì anh em hãy xem đường link phía dưới để rút ngắn thời gian ha. Rồi thì anh em xem đường link phía dưới giúp mình. Thì Beta Copy hay gì đó anh em đều có thể mua trên Shopee được. Đây mình muốn nói thêm với những anh em mà mua hàng lần đầu á, thì cái con cá nó qua cái ống kính của điện thoại thì có khi nó to hơn so với sự tưởng tượng của chúng ta ngoài thời đó. Nếu như mà anh em nào mà, tại vì ấy, anh em nhìn đi, mình 92 kg, đúng không, mình quay vào cái điện thoại này nó cũng chứa hết mình được. Con cá nhỏ xíu lớn như thế nào nó cũng chứa hết vô cái điện thoại này thôi, một cái khung hình. Cho nên anh em khi mà nhìn cá cũng phải tưởng tượng được, hình dung cho cái size cá của nó giúp mình. Con cá la hán quay trên điện thoại nó cũng vô cái điện thoại, con cá bay màu quay trên điện thoại cũng vô cái điện thoại đó. Hôm bữa mình cũng quay những loại hy sinh đó, thật sự mình đã nói luôn rồi, nó rất là nhỏ đó, thì mình quay như thế nào thì nói như thế vậy thôi. Mình quay trực tiếp tại shop mình mà, thật sự nói với anh em luôn, mình không phải là bán tại nhà, mình không phải là bán chạy gì đó, mình bán ở cửa hàng của mình. Tất cả các cá mình quay ở đó. Bây giờ anh em mà muốn mình giấu đi đâu cũng không có thể giấu đi được nữa. Chứ anh em đừng có qua shop mình mà thắc mắc rằng tại sao quay trên clip thấy lớn mà qua đây nó nhỏ. Rồi kiểu gì tùm lum la tâm la. Anh em phải hình dung được con cá trên cái video nó sẽ khác so với cái kích thước mà anh em tưởng tượng ra. Tại vì qua cái ống kính này mình vừa muốn rất là muốn thay cho anh em thấy được con cá hiện trạng như thế nào nên mình quay video mỗi ngày là như vậy đó. Có những cái dòng á thì nó kiểu như là mình mới quay cho nên mình sử dụng lại video ngày hôm qua hôm kia, còn những bài mới mình luôn update, thậm chí update từ trong thùng, từ khi khui ra đến khi thả vào hồ luôn. Thì anh em đừng có thắc mắc cái vấn đề đó nữa. Thì mỗi lần mình video chắc mình sẽ nhắc lại vấn đề này hoài luôn cho những anh em mới, người ta có thể cân nhắc và hình dung được. Rồi thôi bây giờ mình vô cá nha. Rồi mới về. Hôm nay thì chúng ta sẽ có gì đây? Mới về tô bát rít bông. Tôi bắt ri bông có chống gen chống thừa, nó thích chọn chống nào là có chống đó. Còn firm body là rất ok nha. Rồi tiếp theo đây mình có là sọt ri bông về trở lại rồi. Sọt ri bông tay bơ bướm luôn nha. Sọt rít bông tai bướm. Hàng này giá mềm hơn đợt trước, anh em nào có nhu cầu thì có thể qua liên hệ mình. Rồi tai bơ cũng rất là dài nha. Form đang rất là đẹp. Có sắc phiên luôn. Mới về chưa ai lựa hết. Anh em nào thích thì qua tranh thủ. Sắc phiên là vây vân nhọn. Rồi tiếp theo ở dưới thì chúng ta có hàng gen. Con sọt gen thì đợt này sẽ con sọt gen ri bông. Ở
đây lên đi bông. Nguồn này khá là đẹp nha anh em, nhìn nó phần đầu nó đỏ rất là đậm. Đây bắt máy gen đó, vàng khá nhiều cho nên lục hơi lâu. Đây hàng này đang trên Shopee luôn nha anh em. Đúng, body rất ok. Đầu này máy tôi bát đi bông nè. Đó. Máy tôi bát này tay bướm nhẹ nha. Màu ok lắm, hàng này thì sale nhanh luôn. Đó. Sale nhanh luôn, 300k một cặp nha anh em. 300k một cặp, anh em bắt 2 cặp 500. Bắt 2 cặp 500. Xin nhắc lại 300k một cặp, 2 cặp 500. Đây mình đang cho bầy khủng long ăn. Đó, hấp lạnh lưu. Quá đã. Đang ăn trùng anh em ơi, cho nó mập. Rồi này nó ăn táp mấy phát là hết. Nên đuôi đã không. Như mình đã báo anh em, nó bổ là bổ của China, cá sinh sản ở Việt Nam, rất là chất lượng. Hàng này mình đang bán trên Shopee luôn. Anh em có nhà hứng muốn mạo hiểm thì mua trên Shopee. Mình xin nhắc lại một lần nữa là những đơn hàng trên Shopee mình đã đào giá xuống thấp để một phần hỗ trợ anh em ở xa. Cái thứ hai là hàng trên Shopee thì vận chuyển nó sẽ thời gian sẽ lâu hơn và nó sẽ không được an toàn nhiều khi mà anh em trực tiếp mua tại shop. Nhưng bù lại thì chúng ta sẽ không cần chuyển khoản trước, không cần đi ra ngân hàng, không cần mất phí chuyển khoản. Đó. Bên mình thì có nhiệm vụ là đóng hàng ok tốt nhất, kỹ nhất có thể để anh em nhận hàng. Anh em mà đã đặt hàng và đã nhận hàng trên Shopee thì biết đó, mình đóng gói, tụi mình đóng gói rất là kỹ càng cho anh em, giảm thiểu tối đa những cái gì mà trục trặc khi mà phát sinh trên đường vận chuyển. Thì anh em nhớ giúp mình là mua thêm cái thùng xốp đó cho đảm bảo an toàn, cái thùng xốp không có là bao nhiêu cả. Đó. Thì hiện tại thì cái thùng xốp bên mình vẫn đang hỗ trợ cho anh em là chỉ giá 25k một cái thôi. Thì nhiều khi anh em mua cái mua đơn hàng lớn á, mua hàng nhiều đó thì mình cũng phải dùng cái thùng xốp lớn hơn, nên cái giá 25.000 đó nó không có là bao nhiêu hết. Đó, nhiều khi mình phải bù lỗ vô nữa. Nên anh em thông cảm giúp mình cái đó. Đó, và từ bây giờ thì đó anh em xem đó, hàng này trên Shopee mình có đang bán cái tên HP Lô VIP. Rồi anh em mua trực tiếp tại shop. Đó, mua bên mình ship vận chuyển thì giá là 400k một cặp. Đối với đơn hàng 2 cặp là 700k. Hai cặp 700k một combo rất là đẹp nha, và hàng này giá vậy là rất là bình ổn nhân sự luôn rồi, quá đẹp. Lâu lâu mới có một bài anh em ơi. Rồi này ông nha anh em, vỏ xanh tươi Việt Nam rất là đẹp luôn. Nói như mình đã nói nãy thì cái đá trong này đá trầm tích đó, xếp hồ lên rất đơn giản không, nhìn ra rất là đẹp. Chỉ có 25.000 một ký đá này thôi. Rồi đây, nay ông vua. Đó. Xanh rất là đẹp. Rồi cái hàng này thì bên mình đang bán là 12.000 một con. Đó, cho anh em về thả hồ rất là đã luôn. Bên đây đợt này test về size khá là ok luôn nè. Đó. Tép vàng quá trời đẹp luôn, full gold luôn đó, râu dài luôn. Tép vàng về rất là nhiều luôn anh em ơi. Rồi tép vàng thì đợt này là 15.000 một em, thì anh em mua combo 10 con là 120k.
đang ôm trứng ôm bầu luôn. Rồi ở đây bên đây thì chúng ta có là đỏ và đỏ Really, thì mình sẽ bán đồng giá là 10k một em. Đó. Thì một combo. Combo 10 em là 80k thôi. Đó, 10 em 80k thôi chị ơi. Tương đương cặp 7 mặt thôi, chúng ta đã có đến 10 em tép luôn. Đó. Tép đợt này size khá lớn và đang ôm trứng rất là nhiều, anh em xem cái phần bụng của nó đó. Nè như con này nè, đó chúng ta thấy phần trứng của nó. Ở ngay cái bụng. Đó. Con này thì nó mới đẻ nè. Mới đẻ cái trứng nó còn có mấy hộp trong bụng mà. Để mình coi con nào có trứng đâu, mình quay cho anh em xem. Hơi khó xem tại vì cái này khó nhỏ quá. Đèn đánh mạnh lên thì nó mới zoom được. Đó, bọn này nói chung là nó đi vòng 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 nhìn rất là dễ thương. Còn đây nó bu lên cái cục mini fit nè. Đó, nó đang sơi cục mini fit của chúng ta. Thì hàng này đó đỏ là đỏ nguyên con. Còn có một loại nữa là đỏ thân đỏ mình trong suốt. Giống như con coi vậy á, phần đầu đỏ phần đuôi đỏ thôi. Nó thì đồng giá 8 anh em mua 10 bé là 80k, mua một bé là 10k. Nó đang hành quân đi rất là hài. Rồi đợt này thì mình có rồng đỏ Bitosa Ribbon, hàng size lớn luôn. Đó, Bitosa tại sao thì người ta nối đến cái vây lưng của nó. Em xem những con máy không, vây lưng rất là đã. Đó. Đó, vây lưng rất là đã và hàng đây, trống đây. Thì hàng này bên shop mình đang sale chỉ còn 200k một cặp thôi. Hàng chuẩn form đẹp luôn. Như video anh em xem đó, 200k một cặp. Và anh em nào muốn đặt hàng trên Shopee thì vào phần Shopee VIP, rồng đỏ VIP và chọn giúp mình có đi bông thì anh em sẽ nhận được những hàng mình đang quay đây. Vây lưng, nói chung đợt này là cá cũng đang bầu lắm rồi nè. Anh em xem nó rất là tròn trịa. Quay rất là đẹp luôn. 200k một cặp thôi nha mọi người. Hàng này đợt trước là 300 đến 500k một cặp. Hàng thằng này là hàng tuyển vay đẹp hết, chỉ có 200k thôi. Rồi mới về dưới đây nữa là mình có rồng xanh. Để tí đây mình quay liền cho anh em xem. Rồng xanh này không phải là xanh Indo. Đó, nhưng là xanh này là xanh thường thường thôi. Rồi hàng này mình sẽ sell mạnh trên Shopee luôn. Giá bán tại shop là 50k một cặp thôi nha mọi người. Rồng xanh 50k một cặp, anh em xem giúp mình. Đó này size còn tơ, 50k một cặp. Giá rất là rẻ luôn. Đây, sao anh em xem top view. Đó. Lớp platinum nó phủ hết full trên đầu nó, tay bơi ra màu. Thằng này nuôi hồ lông bộ hay là nuôi ở thùng xốp rất là đẹp. Chỉ có 50k một cặp thôi, rất là giá rất là hạt rẻ cho anh em nào muốn trải nghiệm dòng này. Còn đây trước mặt chúng ta là dòng Yellow King Cobra. Đó, một màu sắc, một hoa văn rất là đẹp. À, vây rất là dữ luôn. Hàng này bên shop đang sale là 150k một cặp. 150k một cặp, cực đẹp. Để mình quay cận cho anh em xem. Đã lắm này. Này bắt trống ra quay nó mới đã. Trống hoài văn quá đã luôn. Rồi Dumbo hàng đẹp anh em ơi. Dumbo hàng tuyển nha. Chơi luôn nha, chơi luôn, 100k 2 cặp luôn. 100k
Trời ơi, đợt này lên em bắt trên Shopee là quá ngon quá đẹp luôn nha anh em. Tay bơi đậm lè, giá trên Shopee mềm xèo leo luôn. Trời ơi, tay bơi đậm lè, giá mình báo trên đây 100k hai cặp combo là dành cho tất cả các anh em mua trực tiếp tại shop hoặc là mua ship tỉnh đều được ưu đãi giá này. Còn những cái giá mà trên Shopee để mình có để giá trên đó, anh em lên muốn mua hàng trên Shopee lên Shopee xem giúp mình, chắc chắn giá trên Shopee sẽ có một số những thay đổi và đa số là sẽ mềm hơn so với giá mình báo. Là gì, mua Shopee là anh em chịu cái rủi ro vận chuyển đó, cho nên thì bù qua sức lại cho anh em. Còn anh em mua trực tiếp tại shop hoặc là anh em mua mà ship tỉnh á thì bên mình có bảo hành. Rồi tiếp theo hàng đẹp ở đây nữa là Dumbo môi sắc. Dumbo môi sắc Gen Reebok nha. Đó, tay bơi thì tay bơi đen, tay bơi xanh lá tùy con. Sale luôn 100k hai cặp, 100k hai cặp có trên Shopee. Có hàng Reebok luôn. Có hàng Reebok luôn nha. Đó, tay bơi rất là đẹp, đậm màu. Chỉ có 100k hai cặp. Này là Red Moses nha. Rồi tiếp theo đây chúng ta, đây chính là dòng Will Red Reebok. Hàng này mình đã có đăng trên Shopee luôn rồi đó nha, trong phần copy VIP anh em ơi. À, đuôi tia đồ rất là đẹp nha. Giá bán 300 cao cặp anh em à. 300 cao cặp. Rồi, anh em thấy cái con này mập mập này không? Mập mập này hôm qua nó bị con trống kia đá một phát chì ra chút gãy luôn. Mình không nhớ con trống nào, nó không biết làm gì. Bạo lực gia đình. Đó, con máy này nè. Đó. Bị nã một phát. Vậy trên lưng này. Chốc ra. Mà vẫn ăn sung sức. Rồi, trước mặt chúng ta đây là Metalux Wallow và trong phần copy VIP thì mình đã thêm sản phẩm này vào nha. Metalux Wallow. Đó, rất là đẹp nha, tia rất là dày nha. Hàng này xin thông báo với anh em là 300k một cặp nha anh em. 300k cặp Wallow luôn. Rất đẹp luôn. Rồi tiếp theo đây là Full Platinum Swallow, hàng tia nhiều. À, bụng đang ôm trứng, rất là bầu luôn rồi anh em ơi. Platinum Swallow này hiện tại giá bán là 600k một cặp anh nha anh em. Đó, máy căng trứng sắc đẻ và là dạng tia nhiều. Đó, từ 3 tia, 4 tia trở lên. 600k một cặp nha. Đặc biệt tổng combo nhẹ nhàng cho anh em 2 cặp với giá 1 triệu. Rồi, wow. Thấy không? Những con tia này là tia đẹp hết, full tia hết. 600k một cặp, 2 cặp 1 triệu. Đó anh em thấy không, vây rất là dựng luôn nè, 300k một cặp. Nhìn rất là đã luôn. Đó, vây trống nè.
rất là phê. Chơi vây được phải vây chơi cỡ này. Chào anh em, thì hôm nay mình sẽ quay nhanh một số loại cá mới nha, mới tanh mới về luôn. Đây trước mặt chúng ta đây là dòng gì ta, Silver Blue Lay. Silver Blue Lay là một dòng cá nói chung là cũng khá là lâu rồi. Người ta còn thường gọi tên là Blue Lay mắt đen, hồi xưa nó tên là như vậy. Cái bổng là cái bổng mới hiện tại. Thì Silver Blue Lay xuất xứ là nó từ Thái Lan. Những bộ lay, lay nghĩa là hoa văn da rắn anh em ạ. Nó sẽ mượt từ đầu đến đuôi một họa tiết như vậy. Còn cá khá là đẹp, màu sắc rất là tươi. Rồi mình sẽ đổ dòng này cho em xem nha. Tiếp theo đây nữa là về full red swallow xịn sò nha. Full tia nha anh em. Đó, cá full tia form đẹp nha. Đang trời nó đẻ rồi anh em ơi. Trời ơi, sorry. Rồi mình sẽ quay nhanh để bắt cá con anh em ơi. Rồi em full red swallow xịn sò này nha, full tia đẹp nha anh em. Nó đang rất là sung sức và sung mãn nè, cá trống có tia luôn. Rồi hàng này mình có đang bán Shopee phần group VIP. Giá hiện tại tại shop hàng full tia đẹp này là 500k một cặp. 500k một cặp, anh em nào vui vẻ bắt hai cặp thì mình sẽ fit nhẹ nha. Full tia hết nha, full tia hết nha.